Đây nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi những mấy cái biển quảng cáo nha, mấy cái hình ảnh của biển quảng cáo ấy, của Sevalopi nhé. Đầu tiên thì các bạn bật cái OpenIV lên để mở cái file của nó ra. Sau đó thì bạn sẽ vào C và cái server Novicell mà các bạn mua của bên mình ấy. Các bạn sẽ vào phần map và tìm đến cái banner anim này, với cái quảng cáo về cái Tony Minwatt này, nó có 3 cái này. Sau đó các bạn đặt vào cái thư mục mod của VTN5. Ok, sau đó các bạn sử dụng OpenIV cái ba lơ anim này với lại cái Jordan Binoat này là những cái biển quảng cáo, còn cái quảng cáo này nó sẽ ở trên cái ngọn tháp và nó xoay tròn, thì các bạn sẽ phải vào cái ITD này đấy, thì các bạn sẽ xuất cái hình ảnh ra, bạn sẽ export này ra, đó là các bạn lại ra đuôi BNG. Các bạn xuất từ đâu cũng được nhé, mình xuất luôn đây cho tiện nhé. Rồi, như vậy là mình đã xuất ra cái ảnh này. Đây, sau đó các bạn sửa cái ảnh này và lưu với tên như vậy. Các bạn sửa cái ảnh này, sau đó các bạn sẽ refresh, tức là thay thế cái ảnh, các cái ảnh mà các bạn đang chọn. Các bạn sẽ refresh và chọn cái ảnh này. Sau đó, cái ảnh này mà các bạn đã sửa rồi nhé. Rồi, như vậy là đã refresh xong, các bạn sẽ save nó lại. Rồi, sau đó các bạn sẽ đưa vào trong server để chạy thôi, để thay thế cái file cũ đi, là nó sẽ tự đổi cái quảng cáo xoay. Đây. Quên mất trong này. Các bạn lại tiếp tục vào cái file có chấm đuôi ITD để các bạn xuất hình ảnh. Đây. Các bạn lại tiếp tục làm như vậy. Đến file thứ 3, cái Binoat. Các bạn vào file ITD. Đây. Thì các bạn sẽ thay thế được. Các bạn nhớ cái cây thư mục mình lấy ở trong server nhé, nó có 3 file như vậy.